Honda chính thức công bố các tùy chọn cho thuê mẫu xe CRV 2025 chạy bằng hydro của hãng, được cung cấp độc quyền tại California. Mẫu Honda CRV không phát thải này có sẵn tùy chọn cho thuê dài hạn từ 2 đến 6 năm. Honda dự đoán rằng, hầu hết khách hàng sẽ chọn hợp đồng thuê 3 năm với 58.000 km. Số tiền đặt cọc là 75 triệu với khoản thanh toán hàng tháng là 11 triệu. Gói thuê này bao gồm thẻ miễn phí nhiên liệu hydro trị giá 382 triệu trong suốt thời gian thuê ngoài ra honda cũng cung cấp các tùy chọn thuê ngắn hạn và dài hạn hơn với giá thuê được tính toán dựa trên giá niêm yết 1 tỷ 273 triệu tuy nhiên honda lưu ý rằng cgv chạy hydro sẽ không được bán đứt cho khách hàng khách hàng chỉ có thể thuê cgv hydro thông qua 12 đại lý honda được phê duyệt tại california bao gồm 6 đại lý ở los angeles và orange county 5 đại lý ở khu vực vịnh san francisco và một đại lý ở sacramento là một phần của gói thuê Người thuê sẽ được hưởng dịch vụ hỗ trợ đường bộ 24 trên 7, 21 ngày sử dụng xe thuê từ Avis tại California và đủ điều kiện nhận nhãn dán xe sạch của California, cho phép truy cập vào làn đường dành cho xe chở nhiều người, ngay cả khi chỉ có một hành khách trên xe. Có thể thấy, Cjv Hydro có giá thuê cao hơn so với mẫu xe hoàn toàn điện ProLac. Như đã đề cập, mẫu Honda CRV chạy bằng Hydro có giá 1 triệu 1 trong 36 tháng với 75 triệu tiền đặt cọc. Điều này tương đương với chi phí thực tế vào khoảng 13 triệu một tháng. Trong khi đó, mẫu Honda Prolac EX có giá 10 triệu một tháng với 101 triệu tiền đặt cọc, tương đương với khoản thanh toán hàng tháng 12 triệu. Điều này có nghĩa là những người mua xe Honda quan tâm đến môi trường có thể cân nhắc Prolac thay vì CRV. Đáng chú ý là Prolac cũng rẻ hơn để thuê so với Tesla Model Y. Tuy nhiên, không thể quên rằng thẻ miễn phí nhiên liệu hydro đang làm cho thỏa thuận này của Honda trở nên hấp dẫn hơn. Khác với Toyota Mirai và Hyundai Nexo, Honda CRV Hydro có một gói pin có thể được sạc lại như một chiếc xe điện thông thường. Khả năng sạc plug-in cung cấp phạm vi hoạt động 29 dặm, trong khi xe có phạm vi hoạt động bằng hydro là 434 km. Việc tiếp nhiên liệu bằng hydro thuận tiện hơn so với việc sạc pin xe điện, nhưng các trạm nạp hydro rất ít và xa. Bộ năng lượng Mỹ cho biết hiện chỉ có 59 trạm nạp hydro trên toàn quốc, điều này có nghĩa là việc lái xe đường dài sẽ cần phải lập kế hoạch cẩn thận. Khả năng plug-in làm cho mọi thứ dễ dàng hơn, vì người lái có thể dựa vào gói pin cho những chuyến đi ngắn và sử dụng hydro cho các hành trình dài. Honda CR-V Hydro không chỉ là một chiếc xe không phát thải, mà còn là một giải pháp giao thông tiên tiến, kết hợp giữa tiện ích của xe điện và sự tiện lợi của nhiên liệu hydro. Với các tùy chọn thuê hấp dẫn và nhiều ưu đãi đi kèm, Honda CR-V Hydro hứa hẹn sẽ là lựa chọn lý tưởng cho những khách hàng quan tâm đến môi trường và mong muốn trải nghiệm công nghệ tiên tiến.